அவங்க ரெண்டு பேர் வந்துட்டே அப்போ சரி சொல்லிருக்கணும் Đây thì mình chưa bật MongoDB lên, mình bật lại. Có sâu cho nó lắm cho mình biết nào mình thật tự ra ta biết đây control phần trước thì mình tạo phần này mình muốn tách ở phần này vào trong phần controller của mình controller mình sẽ tạo file relation yes mình sẽ export chọn dùng lại đây một à không mình sẽ dùng lại ở đây import phần validation register của mình vào poster is valid Lesson register request the body if not valid mình sẽ trả về clean là 1, 2, 3 và message không thì mình sẽ tên next đây thì mình import đây luôn là PCL modem sau khi các input được bạn có độ dài mình muốn yêu cầu thì mình muốn kiểm tra xem user có là duy nhất user đã tồn tại trong database chưa nếu user tồn tại thì mình đưa thông báo cho và có liên là user đã tồn tại username tồn tại username lấy username ra sau đó là user nếu không có user return status
thì mình sẽ nếu tôi là user thì mình sẽ đưa vào username user name user input output là 423 Sơn. Ok. Đây thì mình chưa có tạo user nào trong database nên mình chưa test được cái user này. Và phần mình viết xong phần controller thì mình quay về lại với phần router, mình router out xóa phần này đi. Cluster. Sau đó là phần cuốn bắt phương phần của mình. Ok, mình sẽ xin nữa. Và mình sẽ làm việc với user nên mình sẽ phải đưa user cô đen vào. Ok. Sau khi kiểm tra username không có trong tồn tại trong database, mình sẽ tạo user cho nó. Master username password bằng request.body, lấy username và password là true. Sau đó mình tạo user mới user bằng password user đúng. Ok, username password. Mình sẽ thử xem nó đúng không, bởi vì mình chưa test phần validate register kia. Return rest xem ok cái đó. Hôm nay phần Putman chậm thế nhỉ. Mình sẽ pause video một lúc để khởi động Putman xong. Mình đã khởi động xong Putman lên. Bây giờ mình sẽ chỉnh method put. Putman body của mình. Phần mềm password đúng không? Đúng kiểu dạng của nó. Để xem ok không. Mình mất hết và method mình vẫn là hết à? Chỉnh lại default chứ. Ok, tưởng nó đã tạo trong database mình username vẫn mất rồi. Một user với username vẫn mất này. Mình tự tạo lần 2 xem có lỗi không. Username mua sẵn user. Đúng không? Sau bước tạo username của mình sẽ gửi về cho client một cái token. Để làm để tạo token mình phải có một thư viện, và thư viện là sơn web token. Đây cách dùng của JSON get token của đây. Mình sẽ cài JSON get token này. JSON web token.
Mình sẽ import vào đây để sơn nước người luôn. Để làm việc với sơn nước ok, mình phải có một phần gọi là phần secret secret string, cái dòng một string secret này. Đây, secret và có vẻ có phần experience in này là phần token mình sẽ tồn tại trong thời gian bao lâu, và đây là data mình muốn mã hóa. Mình sẽ dùng ở phần env này, mình sẽ tạo một file và tạo một phần đó là secret my secret. Ok, mình phải qua đây register our register router our router, mình sẽ tạo một hàm bởi vì phần phần login mình cũng tạo, mình cũng gửi về cho client là token, nên mình tạo một hàm là create token. Vâng. Return giữ cái tệ sai user sai user cái này secret mình là process.env.secret context.experience in, mình dùng một đây. Đây full sần luôn, không có dấu bàn. Create token cost token user send, đây là send rồi, tôi cần thêm client luôn. Ok, step phần này mình xem thử lệnh mình viết đây hợp lý chưa ạ. Còn điều nữa, bởi vì khi mình gửi chỗ này, mình gửi cả phần password nữa, user này vẫn còn password, mình muốn xóa phần password trong mình không muốn gửi password về, và mình dùng ở đây tạo ra một hàm luôn, tạo ra một gọi là phần transaction sang phần JSON của khi của MongoDB. Sốt xem. JSON transform. Đây. Cách setup của nó như nào. Để vui được tu an đây, mình kiếm nhiều quá, mình kiếm sáng tác xem hay tu sơn xem.
Thì mình kiểm tra một cách để đây mình sẽ viết hàm trang session ở đây, đây đi đi số cái. Đây mình sẽ thử cái này. Mình viết phần dưới cũng phần dưới cùng luôn. Schema chấm gì đây? Option chấm Sân chấm transaction transform bằng function doc red option này. Thì dạng là một set id, set id bằng set id và dt các kiểu này. Set id bằng set id set id set thì mình sẽ viết set chấm về cái chấm bắt buộc như thế này. Mình thử xem bên này luôn. Chấm position console chấm log console chấm position chấm hàm nhé. Mình thay em chút user đây một đi à, server mình chưa chạy mình phải start đây. Can not read and transform. Hello. Để mình xem lại một chút. À, mình cần xét phần setter của model nữa. Đây ấn phần chiếm lan đi schema chấm set position meter true
Ok, trả lại xem. Chạy vô. Đây mình phải để getter true để nó có thể đưa vào đưa cái phần tôi đã sơn vào được. Máy thử ở đây. Tục đưa token vào. Mình sẽ mình cắt trong lốc của mình xem có đáp được. Chữ 3 fail là ID, username lại ra là bin thôi. Nó xóa phần password, nó xóa phần ID được không? Ok. Mình tắt phần cắt trong lốc rồi đi. Đưa cột lên cái đó. Ấn cái tab này đi. Mời các cháu và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn các bạn sau.